nó tiếp tục lên nhà mình có xe một cầu nhé. Thùng dài 2m4, lòng thùng 1m1 nhé, thùng bề từ 1m65. Nó nhít nhé. Chữ A là Y12, 2 cây. Cốt đồ khô ráo hết. Đùi lớn. Máy hàng 4 cao phong. Tời đồng. Giá chỉ có 2 mấy triệu thôi nhé. Mình đã lấy con này về làm phục vụ gia đình này. Đàn số là không giá hết nha, nó bị sắt, nó bị dày luôn. Mấy cái này là làm mới toàn bộ nha, nắp đít rồi ấy, rồi bơm cái lá là làm mới hết nha. Đàn gầm này cũng làm mới này, chữ Y này. Cốt đồ nhẹ đi. Chỉ đồng thiện Gia Lai nha. Mua đất mà có đối bù trừ đều được. Giá 29 triệu nha.